Các bạn đã quay trở lại với kênh của két sắt chính hãng. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cài đặt cái két sắt vân tay điện tử của Hàn Quốc mới nhất năm 2021. Thì để cài đặt vân tay, các bạn cần mở két sắt ra. Thì ban đầu các bạn ấn phím Start, sau đó ấn phím 1, 2, 3, ấn Enter. Đấy, khi kêu tách một cái, các bạn xoay chìa khóa để mở két. Nếu các bạn làm chậm thì các bạn sẽ không mở được. Ấn Start này, 1, 2, 3 này, Enter. Đó, các bạn xoay chìa khóa để mở két. Thì ở trong này sẽ có một cái nút reset. Rồi, các bạn ấn vào đây để thêm vân tay. Bây giờ mình sẽ thêm vân tay vào. 1, 2, 3 lần các bạn mới thêm được vân tay. Tiếp tục các bạn ấn nút reset. Rồi, mỗi người nên cài từ 2 đến 3 vân tay. 1, 2, 3. Rồi, mình đã cài được 2 vân tay. Rồi, tiếp tục. Còn cái đi. 1, 2, 3. Rồi, mình đã thêm được 3 vân tay. Thì mình sẽ mở lại. Thì các bạn không đóng két luôn và xoay khóa cho cái chốt nó lao ra để thử đóng mở bên ngoài. Bây giờ mình sẽ thử cái vân tay vừa cài xong. Không được. Đó, kêu tay một cái. Như vậy là các bạn đã thêm vân tay thành công. Bây giờ mình sẽ cài đặt mật khẩu của két sắt. Các bạn ấn phím Set ở bên trong cánh. Sau đó các bạn nhập mật khẩu mới. Tôi sẽ đặt là 456. Enter. Nhập lại 456. Enter. Cái tít dài phát ra là bạn đã thay đổi mật khẩu thành công. Như vậy là tôi đã thay đổi được mật khẩu của két sắt. Bây giờ tôi xin mở lại. Ấn Start. Ấn mật khẩu 456. Enter. Các bạn đã mở được két sắt. Rất là dễ dàng. Câu hỏi đặt ra là bây giờ mình muốn mở bằng cả vân tay và cả điện tử thì sẽ làm thế nào? Mình sẽ mở két sắt ra để mình cài đặt. Ấn Start này, ấn 456 này, ấn Enter và xoay mở. Thì ở trong này có nút reset, các bạn chỉ ấn vào nút reset. Đó, kêu tiếp một cái. Các bạn ấn số 8, ấn Enter để xác nhận. Chờ một chút, mình làm lại. Ấn reset này, số 8 này, ấn Enter này. Xong rồi nhập mật khẩu vào 456. Enter. Như vậy là các bạn đã mở bằng cả chế độ vân tay và cả chế độ điện tử. Mình sẽ thử lại. Bỏ chốt lao ra này. Ấn Start. Nhập mã 456. Vẫn chưa mở được. Bây giờ phải cần vân tay. Đó. Tức là đã mở bằng vừa vân tay vừa điện tử thì mới mở được két sắt. Bây giờ mình muốn xóa cái chế độ vừa mở vân tay vừa mở điện tử đi. Mình chỉ dùng một trong hai chế độ thôi. Thì các bạn ấn vào nút reset bên trong. Các bạn chọn số 7. Ấn Enter. Xong rồi bạn nhập mã của bạn vào 456. Enter. Tiết dài hiện ra. Lúc này bạn phải mở độc lập chứ không mở được kết hợp. Ví dụ tôi thử này, thăng 456. Enter. Đó, là mở được két sắt luôn. Rồi. Một trường hợp nữa, bây giờ các bạn muốn xóa vân tay, xóa toàn bộ vân tay của cái bảng này thì làm thế nào? Thì các bạn cần mở két sắt ra. 456. Enter. Rồi, thì ở trong này có nút reset, các bạn ấn vào. Rồi. Các bạn ấn chọn số 4, ấn Enter. Xong các bạn nhập cái mã của các bạn vào 456. Enter. Đấy. Như vậy là các bạn đã xóa được toàn bộ vân tay đi. Lúc này các bạn sẽ không mở được vân tay nữa, mà muốn mở được cái sắt thì các bạn chỉ dùng mã số điện tử thôi. Tôi ấn thăng này, 456. Vẫn không mở được. À rồi, ok. Mình thử lại nhé. Mà được rồi các bạn nhé. Lúc này khi các bạn mà xóa toàn bộ vân tay đi thì vân tay sẽ không sử dụng được, mà các bạn chỉ sử dụng mã số điện tử thôi. Các bạn muốn sử dụng vân tay thì các bạn ấn nút reset để thêm vân tay đằng sau. Xin cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.